nghệ sĩ Lê Bình ngày càng nguy kịch, không mở nổi mắt khi đồng nghiệp đến thăm. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã chia sẻ hình ảnh của mình khi đến tận phòng bệnh để thăm người anh Lê Bình. Những ngày qua, khán giả hết sức lo lắng khi hay tin nam nghệ sĩ rơi vào tình trạng sốt miên man nhiều giờ liền. Tình hình sức khỏe ngày càng có những chuyển biến xấu hơn. Theo đó, Ngọc Huyền đã đến thăm anh và không giấu được sự lo lắng và xót xa. Lê Bình đã tỉnh và biết được có người đến thăm mình. Tuy nhiên, nam diễn viên không thể mở mắt để nói cười vui vẻ như mọi ngày. Trông anh yếu đi nhiều và chỉ nói được vài câu ngắn gọn. Cảm ơn đồng nghiệp đã dành thời gian thăm nom mình. Lê Bình nói tiếng được tiếng mất, hơi thở khó khăn khiến mọi người rất lo lắng. Vừa bị những cơn đau của ung thư phổi hoành hành, vừa bị sốt làm cho Lê Bình mệt mỏi hơn. Thấy được anh mình trong tình trạng thế này, Ngọc Huyền đã gửi 10 triệu đồng. Và đây là số tiền nhằm giúp bậc đàn anh chi trả viện phí và thuốc chữa bệnh. Hiện tại, từ phần thắt lưng trở xuống thì Lê Bình đã không còn cảm giác. Mỗi bình thuốc đưa vào người anh rất đắt đỏ, lên đến 60 triệu đồng. Đến thăm anh, mọi người đều nở nụ cười tươi tắn, nhưng khi quay lưng đi thì họ lại khóc nức nở. Sở dĩ ai cũng thương bậc đàn anh của mình, nhưng lại không muốn anh thấy những giọt nước mắt. Hy vọng nghệ sĩ Lê Bình sẽ giữ được tinh thần lạc quan, nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa để đủ điều kiện hóa trị trong những đợt tiếp theo. Khán giả vẫn hết lòng mong thấy được nụ cười hiền lành của nam diễn viên qua màn ảnh. Sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình biến chứng nặng, MC Đại Nghĩa gửi tặng 270 triệu đồng. Vào trưa ngày 5 tháng 4, MC Đại Nghĩa cùng MC Lâm Ánh Ngọc đã vào bệnh viện 175 thăm nghệ sĩ Lê Bình. Theo đó, Đại Nghĩa đại diện nhóm từ thiện của mình gửi tặng cho nghệ sĩ Lê Bình 270 triệu đồng, còn MC Lâm Ánh Ngọc đại diện nhóm Phật tử Phụng Sự tặng 15 triệu đồng. Đại Nghĩa cho biết, ngay khi biết tin bệnh tình của chú Lê Bình trở nặng, tôi kêu gọi bạn bè và những khán giả thân thương của mình ủng hộ cho chú. Thời gian quyên góp là một tuần, nhưng sau 3 ngày, được 270 triệu, tôi gửi tặng trước cho chú để chú có chi phí thuốc thang. Sau khi đợt quyên góp thứ hai kết thúc, tôi sẽ gửi tặng chú nốt phần còn lại. Nghệ sĩ Lê Bình rất cảm động trước tấm chân tình của Đại Nghĩa. Lâm Ánh Ngọc và những khán giả đã góp sức hỗ trợ cho anh. Theo Lê Bình, cũng nhờ tình thương của anh em nghệ sĩ và công chúng mà anh kéo dài sự sống đến ngày hôm nay. Lần này, ngay lúc tình hình sức khỏe của anh chuyển biến quá nguy hiểm, anh ngại ngùng không dám lên tiếng nhờ giúp đỡ. Thế nhưng công chúng lại một lần nữa yêu thương anh vô cùng biết ơn. Mấy ngày qua, ngoài anh em nghệ sĩ vào thăm và ủng hộ, có rất nhiều khán giả đến với nghệ sĩ Lê Bình. Trong đó có cả những người lao động nghèo ở tỉnh xa. Họ chính là những khán giả của anh nhiều năm. Những vai diễn của anh gắn với ký ức tuổi thơ của họ. Họ đến trò chuyện với anh, nhìn ngắm anh, chúc anh mau bình phục, rồi lặng lẽ ra về. Sau khi Đại Nghĩa trao 270 triệu đồng cho nghệ sĩ Lê Bình, thì MC Lâm Ánh Ngọc, đại diện nhóm từ thiện Phụng Sự, trao tặng nghệ sĩ Lê Bình 15 triệu. Hiện tại, hai chân của nghệ sĩ Lê Bình đã bị liệt. Anh không còn kiểm soát được đường tiểu tiện, còn phần thân trên rất đau nhức. Mấy ngày trước, anh bị hành mất ngủ. Từ hôm qua, chính tình cảm của khán giả đã giúp tinh thần của anh phấn chấn và anh đã ngủ tốt hơn. Hiện tại, Lê Bình vẫn được tiếp tục hóa trị. Ung thư biến chứng nặng không người chăm, nghệ sĩ Lê Bình bật khóc nức nở. Vào tối hôm qua, thông tin tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đang ngày một nặng hơn. Tế bào ung thư đã xâm nhập vào tủy và hai chân bị liệt hoàn toàn đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng và xúc động. Chiều nay, một clip ngắn ghi lại chia sẻ của nghệ sĩ Lê Bình về tình trạng bệnh tình nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Trong đó gây chú ý nhất là đoạn nghệ sĩ Lê Bình bật khóc khi ngồi trên xe lăn, cho biết đúng là vai diễn đã nhập vào đời sống tôi thật rồi. Khi mà vào bệnh viện và ngồi xe lăn, tôi mới sực nhớ là mình có quay phim Đam Mê Nghiệt Ngã của đạo diễn Nguyễn Minh Trung, đóng vai ông Tính ngồi xe lăn. Cái tôi vu vơ nghĩ bây giờ tôi ngồi xe lăn thiệt, đúng là vai diễn vận vào người tôi thật. Trong phim Đam Mê Nghiệt Ngã, một trong những nhân vật tạo được ấn tượng mạnh với khán giả là ông Tính do nghệ sĩ Lê Bình thủ vai, chỉ ngồi trên xe lăn và thoại. Vào tháng 8 năm 2018, Lê Bình chia sẻ thông tin bị ung thư phổi giai đoạn thứ 3. Diễn viên luôn giữ tinh thần lạc quan, chỉ điều trị ngoại trú, biết hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ, nhiều đồng nghiệp kêu gọi ủng hộ ông tiền chữa bệnh. Hiện tại, có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đang kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ cho nghệ sĩ Lê Bình có thể vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này. Qua đó, chúng ta mới thấy được tình nghệ sĩ trong showbiz Việt. Hương Tràm và loạt sau Việt xót xa trước sự ra đi của ca sĩ Kim Loan.
Vào ngày 3 tháng 4, nữ ca sĩ Kim Loan đã qua đời ở tuổi 44 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan, tim mạch và tiểu đường. Thông tin khiến người hâm mộ và nhiều đồng nghiệp showbiz Việt bàng hoàng. Sau Bảo Anh, Hương Tràm cũng bày tỏ sự xót xa trước tin đồn. Trên trang cá nhân, quán quân The Voice 2012 chia sẻ nỗi niềm mất mát cùng con gái Kim Loan. Từ nay mỗi lần cầm mic hãy nhớ là mình sẽ hát hay phần mẹ em nhé. Sư tử mẹ đã có những tháng ngày cháy bỏng với đam mê, tiếng hát lồng lộn như núi rừng. Mẹ mệt rồi, có một cô con gái tài giỏi bước tiếp thôi. Chị yên nghỉ nhé, đồng đội của em, Hương Tràm viết. Ca sĩ Đình Chiến nhắc lại những kỷ niệm từng có với Kim Loan trong dòng trạng thái đầy cảm xúc. Nhớ mãi hôm bắn kết The Voice, chị ôm chầm lấy em và khóc vì rời một cuộc chơi sợ không gặp được mọi người nữa. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong mùa The Voice năm đó của em. Hôm nay chị về với Chúa, em đã dặn bé Trang, con gái chị mạnh mẽ và lạc quan lên đi vì chị không thích cuộc sống quá u buồn. Mọi sự kết thúc đều sẽ mở ra những khởi đầu mới mẻ hơn. Em chỉ tiếc là em chưa thể làm được một sản phẩm âm nhạc dành cho hai mẹ con. Nhưng không sao, em sẽ dành điều đó cho đàn Trang. Chị đi thanh thản và yên tâm chị nhé. Sắp tới Trang sẽ vững vàng và mạnh mẽ để bước tiếp trên con đường nghệ thuật mà chị từng đam mê. Đình Chiến chia sẻ. Quốc Thiên, giọng ca có mối quan hệ khá thân thiết với Kim Loan, cũng bày tỏ nỗi niềm thương tiếc trước sự ra đi của người đồng nghiệp. Chị quá mạnh mẽ rồi, yên nghỉ nhé, Quốc Thiên bày tỏ. Ngoài ra anh còn nhắn nhủ người hâm mộ, cuộc sống quá đổi mong manh, vậy nên hãy yêu thương, tử tế với nhau một cách chân thành. Nguyễn Minh Hoàng, thí sinh tham gia ca sĩ thần tượng 2018, cuộc thi đăng trang giành giải nhất, nhớ lại sự chăm sóc của Kim Loan dành cho con gái trong suốt thời gian chương trình diễn ra. Anh viết, nhớ những lần quay hình, ca sĩ thần tượng, cô luôn có mặt bên cạnh Trang để cổ vũ tinh thần cho em. Ai cũng biết quay hình chương trình mệt mỏi và khắc nghiệt, nhưng cô vẫn cố gắng giấu đi sự mệt mỏi để dõi theo từng phần thi của Trang. Con cảm thấy khâm phục cô vô cùng. Nay cô về với Chúa không còn đau đớn và mệt mỏi nữa. Con vẫn tin là cô sẽ dõi theo và dìu dắt từng bước đi của Phạm Đan Trang trên con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ Hồng Tơ cũng gửi lời chia buồn. Con gái của ba ơi, ba mới nhận được tin buồn mẹ con mất. Vì ba đang diễn châu Âu, sóng wifi chập chờn, nên giờ ba mới biết. Ba xin chia buồn cùng con gái. Ca sĩ Đinh Huy động viên, thương em quá, anh xin một lần nữa chia buồn và mong em sớm vượt qua. Để tưởng nhớ sư tử Kim Loan một thời bùng cháy trên sân khấu, nhiều khán giả tìm xem lại những tiết mục cũ của chị trong chương trình. Cô đã ra đi, nhưng những gì cô để lại mọi người sẽ mãi không bao giờ quên. Kim Loan sinh năm 1975 tại Bình Thuận. Chị từng đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát mãi xanh năm 2011 trước khi lọt vào top 8 The Voice 2012. Kim Loan được yêu mến vì giọng hát nội lực và phong cách trình diễn rực lửa. Sau cuộc thi, chị chỉ tham gia một số chương trình ca nhạc nhỏ lẻ rồi chuyển hẳn về Bình Thuận sinh sống, rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật. Năm 2015, Kim Loan tiết lộ chị mắc bệnh ung thư gan, đồng thời phải chống chọi với chứng tim mạch và tiểu đường. Thời điểm này, gia đình giọng ca 44 tuổi rơi vào tình cảnh khó khăn do chồng chị làm ăn thua lỗ. Trên trang cá nhân, đăng trang, con gái Kim Loan thông báo, tang lễ sẽ được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5 tháng 4 tại giáo xứ Ninh Phát thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vì sao danh ca hải ngoại Trường Vũ không bao giờ nhắc đến vợ và con? Ngôi sao hải ngoại có giọng hát truyền cảm Trường Vũ sẽ hội ngộ cùng khán giả thành phố Hồ Chí Minh trong một đêm nhạc sắp tới. Nam danh ca cho biết anh là người sống chung tình, nên những ca khúc đã tạo nên tên tuổi đến bây giờ anh vẫn giữ nguyên bản, không thay đổi bản phối, như Đám Cưới Nghèo, Nghèo Mà Có Tình. Trường Vũ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn luôn được tổ đãi nên công việc đi hát luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không cần phải lo lắng. Mỗi khi lên sân khấu, nhiều khán giả thắc mắc về vợ con anh. Ca sĩ tâm sự, vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz. Cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn không nhiều thì cũng một ít. Trường Vũ hy vọng đêm nhạc sắp tới anh sẽ có dịp tâm sự nhiều hơn với fan trong nước về chặng đường đã qua cũng như những kỷ niệm trên sân khấu. Anh vui mừng vì những năm gần đây được khán giả quê nhà nhớ đến và các bầu show liên tục mời anh, giúp anh có cơ hội thường xuyên về nước để biểu diễn. Ở Mỹ tôi chỉ hát vào cuối tuần, một năm có vài ngày lễ thì được hát thêm. Ở Việt Nam thì mình có thể hát hàng ngày, một tuần thì hát 5-6 ngày luôn, anh kể. Sinh ra ở vùng đất Bạc Liêu, nổi danh với những công tử nhà giàu, chịu chơi. Nhưng Trường Vũ là con thứ năm trong gia đình người gốc Triều Châu, sống tại một ấp nghèo, toàn người Hoa.
Trường Vũ nói tiếng Việt cũng chưa thạo, bằng lòng yêu âm nhạc, lao động nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định một tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Trong số những dòng ca hải ngoại, Trường Vũ được đánh giá là dòng ca đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh được biết đến là một giọng hát thay thế những ca sĩ từng gieo vào lòng khán giả nhiều sầu nhớ như Chế Linh, Tuấn Vũ. Trường Vũ từng được Chế Linh nhận làm đệ tử. Chính vì thế, những bài ca buồn về quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu một thời gian với tên tuổi Chế Linh giờ lại làm nên sự thành công của Trường Vũ.